Trước mắt các bạn ơi, chúng ta sẽ cùng đến với những mẫu xe dòng xe hiện tại thì bên em đã rất nhiều các bạn nhé. Các dòng xe kể Kia K3000 này, Kia K140 này, Kia K165 đầy đủ cả, và thậm chí những dòng xe all-in còn rất nhiều. Với từng tầm tiền, tầm giá khác nhau, có rất nhiều cái sự lựa chọn cho các bác để lựa chọn những cái mẫu xe chất lượng phù hợp cả nhu cầu công việc và nhu cầu tài chính. Trước mắt các đây là một mẫu xe biển số 12C07163. Đây là một mẫu xe Kia K165, tải trọng là 2,4 tấn, là 2017. Một mẫu xe tải sử dụng hệ thống treo bằng nhíp, đăng kiểm còn dài, đăng kiểm từ tháng 7 năm 2021 các bác nhé. Với cái mức giá đang được chia sẻ cho mẫu đời 2017 này là 355 triệu đồng. Và bây giờ thì em sẽ đi chi tiết về mẫu xe này. Hôm nay em sẽ quay chi tiết tất cả các mẫu xe dòng xe Kia K165 cho các bác, để các bác có thể có những lựa chọn phù hợp nhất với nhu cầu công việc và nhu cầu tài chính của các mình các bác nhé. Đầu tiên xem sẽ lướt qua về thể bên ngoài trước của mẫu xe này, lướt qua tổng thể ngoại thất của chiếc xe này. Sơn xi cả nhà zin nguyên bản hết các bác nhé, sơn zin nguyên bản. Xe thì cam kết không đâm đụng, không ngập nước, không chuyển kích. Mọi thủ tục sang tên đổi chủ rất là nhanh chóng dễ dàng thôi. Trên những kênh YouTube của Xe Đẹp 88 cũng như là Xe Tải thì em đã có những cái video hướng dẫn cách xem xe rồi, cách xem chi tiết xe. Các bác có thể theo dõi lại trên kênh YouTube của Xe Đẹp 88 cũng như là fanpage Facebook là Đạt Xe Tải, Đạt 88 các bác nhé. Theo chỉ cái ngửa nguyên này, tổng thành nội thất ghế thì đã được bọc ra rồi. Đây không một không gian góc xa các bác để nhìn tổng thành phần nội thất trên xe này. Ghế đã được bọc ra đầy đủ. Trần thì rất là sạch sẽ này. Mặt tắp lô này, tắp bi cửa này được chủ nhân rất là giữ gìn. Xe này gần như là về các bác không phải làm gì cả, đã có đầy đủ điều hòa và nó sàn đầy đủ rồi. Ngoài ra thì bên em cam kết cho các bác về chất lượng xe, cam kết là xe không đâm đụng này, không gặp nước, không chuyển kích. Mọi trục sang tên giấy tờ đều chuẩn chỉ, đúng theo cái quy định pháp luật, đủ điều kiện lưu hành trên mọi cung đường các bác nhé. Qua về phần nội thất không gian chiếc xe này, các bác mà đang có cái nhu cầu về mẫu xe nào thì có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại được ghi trên màn hình 0975 180 777, 0981 188 765. Đây phần lốp đai chiếc xe đây, lốp đai xe cũng còn tương đối các bác nhé. Dòng xe tải thì để là lốp đai còn được xuất sắc thì khó, chiếc xe ngoài đời nó gọi là đi cực kỳ ít, bây giờ như thế. Sàn sóng đây, đây những vết bẩn các bác, không phải là han gì cả đâu. Xe sàn sóng rất là phẳng này, không có chút cong võng nào cả nhé. Hệ thống sắt xi thì vuông vắn, không có sự móc méo, cong vênh hay là lệch gì cả, móc méo gì cả. Nhìn thấy phần thành thùng chúng ta có thể thấy đây, cái hàng nên bấm chạy giải thẳng hàng này. Có dòng xe tải thì những cái xước sát chật chặt thì chúng ta không thể tránh được rồi. Xe vận tải kinh doanh mà. Đó. Đây là phía lốp sau. Lốp sau của chiếc xe. Một góc nhìn tổng thành hơn. Các bác có thấy đây. Tổng thành dài chiều dài xe các bác nhé. Em mặt đặt xe tải thì em sẽ đến mang đến cho các bác những cái góc nhìn, những cái góc quay nó dễ dàng nhất, phù hợp nhất các bác. Ở xa cũng có thể có những cái thẩm thấu đến chiếc xe của bên em. Đó. Cái lốp bên này cũng như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cái phần thùng xe. Đây đã có đều đủ điều hòa và lốp xoáy lốp rồi các bác nhé. Đã có lốp xoáy lốp. Hiện nay thì cái xu hướng gọi là xem xe online rất là phổ biến. Các bác có thể trực tiện trực tiếp gọi điện qua số điện thoại là 0975 180 777, 0981 188 765.
thì em sẽ gửi cho bác những hình ảnh và những cái video qua Zalo một cách chi tiết nhất. Họ có thể trực tiếp gọi điện mà bằng Zalo cũng được, thì các bác có thể nắm được những cái chất lượng của xe, những cái nhu cầu phù hợp với cả công việc của mình. Một lần nữa em xin được chia sẻ và báo giá lại mẫu xe này. Mẫu xe Kia K165 đời 2017, một mẫu xe tải tải trọng là 2,4 tấn, đầy đủ điều hòa lắp sàn đầy đủ, với cái mức giá đang được chia sẻ là 355 triệu đồng. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với cả phần máy của chiếc xe này các bác nhé. Phần máy của chiếc xe biển số 12 này. Tiếp theo đây thì chúng ta sẽ cùng đến với cả phần máy của chiếc xe này các bác nhé. Các bạn thấy đây, máy rất là sáng này. Em chỉ có rửa qua nước và ủ thêm dầu cho nó bớt han gì thôi, đỡ han gì thôi. Các cái chấm sơn bảo hành còn nguyên này, máy móc là nguyên bản hết các bác nhé. Những cái mẫu xe đời 2017 này chúng ta phải có những cái sự đảm bảo về chất lượng máy móc, đi cũng khá ít thôi. Đó. Các chấm sơn bảo hành các bạn thấy đây, các chấm sơn bảo hành ở đây đủ rồi. Chấm sơn bảo hành như là một cái tấm bảo hành cho chiếc xe vậy. Từng cái con ốc, từ cái vết sơn đến như cái dấu hiệu mà sơn đã bị chóc hoặc là mất đi, chứng tỏ là xe đã có sự tháo rồi, sự chỉnh sửa rồi. Còn đây là những cái chấm sơn bảo hành còn nguyên thì chứng tỏ là xe vẫn còn nguyên bản, chưa có động chạm vào từng con ốc nào cả. Các bạn thấy rõ, rõ ràng đây. Tiếp theo là phần cua lốc của xe. Cua lốc của xe đây không có chút mối mọt nào, không có chút mục nào cả các bác nhé, rất là chắc chắn. Ngoài ra hệ thống chống ồn trong nó chỗ ồn vẫn còn rất là đẹp. Vừa rồi là những cái chia sẻ về cái mẫu xe Kia K165 đời 2017, một mẫu xe tải tải trọng là 2,4 tấn, đầy đủ điều hòa, nó sấy lốc rồi, với cái mức giá đang được chia sẻ cho mẫu xe này là 355 triệu đồng. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với cả một số các mẫu xe Kia K165 đời 2016 nữa các bác nhé.